ngày 29 tháng 11, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu nam thanh niên bị rơi vào khe hở giữa hai bức tường của hai nhà dân ở quận 4. Do khoảng cách hai bức tường khá hẹp, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải xuyên đêm triển khai các biện pháp cứu người vì nạn nhân bị thương và thiếu oxy. Vị trí thanh niên mắc kẹt cách mái nhà hàng chục mét. Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 35 phút ngày 28 tháng 11, công an nhận được tin báo có người rơi vào khe hở giữa hai bức tường nhà dân trên đường Xóm Chiếu, phường 14, quận 4. Hàng chục chiến sĩ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp công an quận 4, xác định vị trí người mắc kẹt. Các chiến sĩ triển khai các dụng cụ chuyên dùng như máy banh cắt thủy lực, dây thừng, cầu thang sắt để tìm cách tiếp cận, giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng phải dùng búa, xà beng để phá tường, tạo khoảng trống sau đó đưa nạn nhân ra ngoài. Trong quá trình giải cứu, cảnh sát liên tục bơm oxy vào khu vực nạn nhân để không bị nghẹt thở. Công an đang làm rõ nguyên nhân nam thanh niên rơi vào khe hở giữa hai nhà dân.